Hello, anh em đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Thì hôm nay lại tiếp tục quay trở lại với vị tướng Loro nè anh em ơi. Quán còn ghi tu lên nhiều rồi nên quay lại đánh con này. Thì mình mới vào được với lại top vùng rồi anh em. Lâu ngày không đánh mất top rồi. Ok, rồi đấy rồi, pha này cầu đẹp nè. Kìa. Ôi, nhưng mà cuối cùng mất tung được mỗi ngàn lít rồi ta, cay thế nhờ. Và nó đáng lẽ phải hất tung được ít nhất phải 3 thằng. Trận đầu này, bắt luôn. Lê bên mình hơi ồn nha anh em, nên là có thể là nó mở nhạc sống quá rồi. Là có thể là bình luận nó hơi ồn tí. Bắt luôn đây, rồi thêm một bé nữa. Thấy chạy được kìa. Bắt luôn. Ui, nó có gì cuối chạy được kìa. À, đây nè ta, lụm bé này luôn, show lưu kiếu. Mình còn đồ chơi mà. Angel. Thành thế nhờ. Cầu qua bắt nè. Ui, Angel. Căng thế nha, tóc biến lên chơi còn mang thương. Rồi, hai mạng quá thơm. Nhưng mà mình không có ăn được hai mạng, ăn được con mạng nữa nè. Quá xanh luôn rồi. Vì Cholo kêu với lại Nata là ngon ngơ luôn. Bắt luôn, quánh luôn, bắt luôn hả? Hả? Ôi chạy hả? Hên còn tóc biến đó, còn qua đó mình lụm luôn rồi. Nó luôn, cầu luôn nè. Ôi, tay mình ai mạnh thế nhờ. Chị kinh xịn không? Bắt luôn. Ấy. Rồi, có thể là win luôn các bạn ơi. Win được luôn. Ôi, chưa nữa, thôi, về. Bắt được mấy man nè. Rồi, ok, lượm được mấy man luôn. Rồi, có thể là dồn, ôi, đạn đàng quang. Là vì bắn đạn đàng quang hay quá các bạn. Bây giờ trúng không à. Ôi vừa lại nó múa kìa, trời nó múa kìa, trời ơi nó múa kìa, còn gì nữa không? Luôn vô tầm cái đàn luôn. Ôi pha này chắc không win luôn các bạn ơi. Đánh nhà. Ôi win luôn đi chứ còn gì nữa. Ôi 4-0-12 này, quá xanh nè. Ôi vừa lò múa khiếp thật, gặp thêm quả La Vi bắn đạn đàn quang chí mạng nữa chứ.